Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong ngày và đêm nay tại khu vực Bắc Bộ, thời tiết có sự chênh lệch nhiệt độ giữa phần phía Tây và các khu vực còn lại. Cụ thể như ở bộ phận phía Tây, nhiệt độ cao hơn khoảng 32 cho tới 35 độ. Bộ phận các tỉnh phía Đông và đồng bằng Bắc Bộ nên nhiệt độ ở vào khoảng 30 cho tới 33 độ do trời nhiều mây hơn. Thời tiết chủ đạo trong hôm nay là ngày nắng với cường độ trung bình, chủ yếu chỉ có mưa ở một vài nơi và có lượng không đáng kể. Thời tiết như thế này cũng có thể được xem là thuận lợi cho các hoạt động tổ chức sự kiện ở ngoài trời cũng như các hoạt động giao thông và du lịch. Bộ phận Bắc và Trung Trung Bộ do ảnh hưởng của các nhiễu động trên cao nên mưa ở khu vực này vẫn duy trì ít nhiều. Ít nhất là thời gian ngày hôm nay, về chiều tối và đêm, mưa sẽ bớt dần. Nên nhiệt độ trong ngày hôm nay tại các tỉnh miền Trung chưa thể tăng cao, chỉ ở ngưỡng khoảng 31 cho tới 34 độ, phổ biến cho toàn khu vực. Kiểu thời tiết không nắng quá, không mưa nhiều quá như thế này, ít khi xảy ra ở bộ phận các tỉnh miền Trung vào thời kỳ này, nên cư dân địa phương cần tranh thủ sắp xếp các kế hoạch hoạt động của mình cho phù hợp. Ở phía Nam, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ được dự báo trong đêm nay và ngày mai, cường độ mưa sẽ giảm hơn, đặc biệt ở khu vực Tây Nguyên và phần miền Đông Nam Bộ. Mưa chủ yếu tập trung vào thời kỳ chiều tối và đêm, ngày có nắng gián đoạn, bức xạ ở mức cường độ trung bình, ngưỡng nhiệt độ vào trưa và chiều ở khoảng 31 cho tới 34 độ ở Nam Bộ và 28 đến 31 độ ở khu vực Tây Nguyên. Lưu ý với các bạn vào thời kỳ này, mưa có thể diễn ra bất chợt trong ngày, nên khi ra đường quý vị nhớ chuẩn bị cho mình một tấm áo mưa để ứng phó với những cơn mưa bất chợt có thể xảy ra. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, thời tiết tại thủ đô Hà Nội có sự chuyển biến đáng kể sang trạng thái nắng nhiều và không còn mưa nữa. Tuy nhiên, ảnh hưởng của hệ thống mây từ phía đông tạt vào nên mặc dù trời nắng nhưng mức độ nắng cũng chưa mạnh. Thực tế, cường độ bức xạ chỉ ở mức trung bình, do vậy mà nền nhiệt độ về trưa chiều cũng chỉ ở khoảng 31 cho tới 33 độ. Về đêm thì nhiệt độ vào khoảng 27 cho tới 28 độ. Trạng thái thời tiết là không mưa, nắng cường độ vừa phải, không chỉ thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời của người dân thủ đô, mà ngay cả các hoạt động du lịch của du khách trong và ngoài nước đến với thủ đô cũng rất thuận lợi. Đến với thành phố biển Hải Phòng, các huyện ven biển như Đồ Sơn, Cát Bà, khả năng về đêm và sáng vẫn có mưa rào nhẹ. Ảnh hưởng của không khí biển, nhiệt độ ở đây có phần giảm và trời mát hơn. Khu vực các quận thuộc khu vực trung tâm, thời tiết có nắng nhiều, ít mưa, nhiệt độ trong ngày dao động khoảng 32 đến 33 độ. Mặc dù cùng chung xu thế với thành phố thủ đô, nhưng thời tiết Hải Phòng mát và dễ chịu hơn. Hơn nữa, gió trong vịnh Bắc Bộ thời kỳ này cũng không mạnh, du khách có thể thoải mái tham quan vãn cảnh biển mà hầu như không gặp trở ngại gì về thời tiết cũng như chế độ sóng gió trên biển. Trong ngày hôm nay, thời tiết tại thành phố Đà Nẵng có nắng xuất hiện từ sớm với ngưỡng nhiệt buổi sáng dao động trong khoảng 26 đến 28 độ. Đến trưa chiều nhiệt độ tăng khoảng 33 cho tới 34 độ. Thời tiết nắng nhưng thực tế cũng không quá oi bức, du khách có thể thoải mái đi dạo ngắm cảnh thành phố. Chỉ cần lưu ý với các bạn là không nên đứng dưới nắng quá lâu vào trời trưa vì tia nắng thời điểm này chỉ chứa những bức xạ gây hại cho da. Với kiểu thời tiết này thì du lịch vãn cảnh biển vẫn là hoạt động lý tưởng. Xuống đến thành phố phương Nam, ngày hôm nay mưa dông vẫn tiếp tục xuất hiện trên thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên ban ngày chúng ta vẫn bắt gặp thời tiết có nắng với ngưỡng nhiệt cao nhất trong khoảng 31 cho tới 32 độ. Từ sau khoảng 15 giờ chiều, những đám mây dông xuất hiện nhiều hơn và trút xuống những cơn mưa với cường độ lớn dần. Do vậy, khi lưu thông trên đường vào thời điểm này, quý vị nên lưu ý chuẩn bị trước cho mình những vật dụng che mưa tiện lợi, điều khiển phương tiện một cách cẩn trọng, quan sát kỹ tầm nhìn để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Đã bước vào tháng giữa mùa mưa của các tỉnh miền Tây Nam Bộ, trong đó có thành phố Cần Thơ. Do vậy, mưa hầu như xuất hiện liên tục trong các ngày, chỉ khác nhau về cường độ và thời gian kéo dài. Trong ngày hôm nay, mưa sẽ có xu hướng tăng hơn trên khu vực. Trong ngày là trạng thái mưa nắng đan xen với nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ ở mức 30 cho tới 32 độ. Đến chiều tối mưa dông tăng hơn về diện và lượng, người dân cần chú ý che chắn tiêu thoát nước cho cây trồng để tránh bị gãy dập và đảm bảo cây sinh trưởng phát triển tốt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.